các bạn. Hôm nay thì Tech 360 sẽ hướng dẫn các bạn kết nối máy chiếu Tico T35 kết nối với máy tính thông qua cáp HDMI. Thì ở đây mình có một cáp HDMI. Một đầu thì mình sẽ cắm vào cổng HDMI nằm trên máy chiếu. Thì máy chiếu có hai cổng là HDMI 1 và HDMI 2, chúng ta cắm vào cổng nào cũng được. Và một đầu còn lại chúng ta cắm vào máy tính. Sau khi kết nối máy chiếu và máy tính thông qua cáp HDMI thì chúng ta sẽ chọn đầu vào cho máy chiếu. Thì chúng ta có thể bấm nút sụt trên thân máy hoặc là nút sụt trên remote đi kèm theo máy. Thì mình sẽ bấm trên remote. Mình chọn cổng vào là HDMI 1. Thì như vậy thì hình ảnh của máy tính đã được xuất qua máy chiếu thông qua cáp HDMI. Mình sẽ mở một video. Như các bạn thấy thì khi chúng ta kết nối bằng HDMI thì sẽ có tín hiệu âm thanh xuất vào máy chiếu. Và tiếp theo mình sẽ mở một đoạn văn bản và một file PowerPoint. Như các bạn thấy thì phông chữ rất là rõ nét và không có bị vỡ. Mình sẽ mở một file PowerPoint. Something at the end.